Nam mô Bổn Thầy á, Nam mô Tam Mai á, Nam mô Sang Khai á. Dạ, kính lễ Sư Trí Đức rộng rộng, kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ mà, alo, 1, 2, 3. Rõ không? Rồi, chào thưa. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục ha, tiếp tục chương trình của tuần rồi mới học ở đâu rồi. Rồi, trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau chắp tay đảnh lễ Tam Bảo Tóm Tắt. Arahaṃ sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ abhivādayami Svākkhāto Bhagavatā Dhammo Dhammaṃ namassāmi Suppatipanno Bhagavato Sāvakasangho Saṅkhaṃ namāmi Sama sambuddhamattulang sasatthammagaduttamang apivadinpasesang apithammattasangha. Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con sẽ nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sang Khai. Rồi, kính thưa quý vị, chương trình cũng như thường lệ ha. Mình đọc Bali trước, rồi sau đó có vài câu đố vui. Học tiếp ha. Rồi, xin mời MC làm việc nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đọc bài. Biết xa ca sang ga hồ toát yếu những hỗn hợp pháp đoạn một. Biết xa ca sang ga hề cha hề tu lô phô đồ sô mô hồ á lô phô á đồ sô á mô hồ. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có sáu nhân: một tham, hai sân, ba si, bốn vô tham, năm vô sân và sáu vô si. Sát tát cha nan ga quý tắc cô quý cha rô bi tí sô má nát sang ê cắt gát ta đô má nát sang u bách kha. Có bảy chi thiền là một tầm, hai tứ, ba hỷ, bốn lạc, sáu định, năm định, sáu ô và bảy xã. Đoà đá xá mắt gan ga ní sam ma đích thí sam ma sang cấp bồ sam ma qua cha samma kammanto samma jivo samma vayamo samma sati samma samadhi miccha ditthi miccha sankappo miccha vayamo miccha samadhi. Có 12 chi đạo là: một chánh kiến, hai chánh tư duy, ba chánh ngữ, bốn chánh nghiệp, năm chánh mạng, sáu chánh tinh tấn, bảy chánh niệm, tám chánh định, chín tà kiến, mười tà tư duy, 11 tà tinh tấn và 12 tà định. Dạ, con đã đọc xong đoạn một. Cảm ơn Châu Nguyễn Đa Bốt Bài. Con kính cảm ơn thầy, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin mời, kính mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp, Ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trị Đức,
con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con xin kính chào thầy kinh, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép được đọc bài tiếp ạ. Cảm ơn sư Châu Nguyễn cho bài. Đoạn 2. Bà quỳ so tình ri dạ mi chắc khun ri dặn so tình ri dặn khả mình ri dặn chi huyền ri dặn ca ca dinh ri dặn ít thìn ri dặn purisin ri dặn chi huy tình ri dặn ma nhìn ri dặn su khin ri dặn lúc khin ri dặn số manat sinh ri dặn đồ manat sinh ri dặn upak khin ri dặn sát thình ri dặn viri rin ri dặn san tình ri dặn sa ma thìn ri dặn bành nhìn ri dặn a nhành nhà tất xà mì tình ri dặn anh nhìn ri dặn anh nhà ta huyền ri dặn có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là 1. Nhãn căn 2. Nhĩ căn 3. Tỷ căn 4. Thiệt căn 5. Thân căn 6. Nữ căn 7. Nam căn 8. Mạng căn 9. Tâm căn 10. Lạc căn 11. Khổ căn 12. Ỷ căn 13. Ưu căn 14. Xả căn 15. Tín căn 16. Tấn căn 17. Niệm căn 18. Định căn 19. Tuệ căn 20. Vị chi đương chi căn 21. Dĩ chi căn 22. Cụ chi căn. Na qua ba la ni sát tha ba lăng quy ri ya ba lăng sát ti ba lăng sa ma thi ba lăng bành nhà ba lăng hê ri ba lăng ốt ta ba lăng a hê ri ca ba lăng a nốt ta ba lăng. Có 9 lực là 1. Tín lực 2. Tấn lực 3. Niệm lực 4. Định lực 5. Tuệ lực 6. Tàm lực 7. Quý lực 8. Vô tàm lực 9. Vô quý lực. Đã, con đã đọc bài xong. Xin mời Dung Phạm lên đọc bài nhé. Đã, con xin phép được xuống mic mời một vị khác ạ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính lễ Đăng Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính lễ Sư Trí Đức. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Con kính lễ Thầy. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cảm ơn Pháp Nguồn Lọc Cai. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài đoạn 3. Chắc tà rồ a thi pa ti chàn đà thi pa ti vi ri dà thi pa ti chít tà thi pa ti vi mạng xà Thipati. Có 4 yếu tố tăng thượng tâm là 1. Dục 2. Cần 3. Tâm và 4. Thẩm. Chatta ro ahara kapalika ro aharo phaso dutiyo mano sanche tana tatiyo vinyanang chatut. Thẳng. Có 4 loại vật thực là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Inri ye subane tha so ta bát ti ma gác ti mắc gà nhà nàng an nành nhà ta sa mi tin ri yang arahat ta pha la nhà nhà năng
Anya ta win ri yang mách chê chê nhà na. Ni anh nhìn ri ya ni ti ba phúc chẳng ti. Chỉ quy tình ri dành cha rù bà rù bà quá xệ na đu quy thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đà huần đạo tuệ vị chi đương chi căn, tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là A-la-hán quả tuệ, cụ chi căn tức A-la-hán quả trí. Trong các căn ở giữa, dĩ chi căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bớt bài. Con xin xuống đấy. Dạ, em xin phép được đọc lần hai đi. Xong rồi Nguyên Phạm lên đọc nhé. Dạ, cho em xin bài. Vâng ạ. Thanh Thúy giơ tay chưa? Em chưa thấy bàn tay của Thanh Thúy. Mời Thanh Thúy lên nhé. Chắc Thanh Thúy đang bận đấy chứ. Để em xin được đọc lại một loạt rồi tiếp tục mời Nhung Phạm và Thanh Thúy nhé. Đoạn 4. Bành cha huyền nhà nề su cha năng gà ni a vi ri dê su ba la ni a hê tu kê su mắc găng gà ni na lắc phản ti tát thà quy chi kích cha chít tê ê các ga hạ ê các ga tà mắc gình đi ya ba lắp hà quăng na gách cha ti đi hề tu cà ti hề tu ca cha quan nề quê qua giáp giáp thà sam pha quang a thi pa ti e ko wa la pa ti. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các tâm vô nhân. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất là hành không thể trở thành đạo chi hay căn lực. Trong bốn tăng thượng, dục cần tâm thẩm,
chỉ một tăng thượng được chứng một lần tùy theo trường hợp, chỉ trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân. Cha hề tu bành cha trà nằng gà mắc gần gà na qua quắc thu tổ số la sinh đi ya thầm mà cha ba la thầm mà na quế đi tạ cha tà đồ thi pa ti bút tạ ta thà hà ra ti sa ta thà ku sa la đi sa mà kinh nô bút tổ mít sa ca sẵn gã hồ. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, con xin mời bạn, xin mời bạn nào chưa đọc lên đọc nhé. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con xin kính lãnh lễ sư trí đức, dạ con kính lãnh lễ quý chư tôn đức tăng, dạ con kính lễ cô tu nữ Như Pháp, dạ con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ nãy con có mời sếp Nhân Phạm, sếp Thanh Thủy Trần nhưng mà không có thấy hai sếp giơ tay. Dạ con xin phép đọc bài trước rồi sau khi con đọc xong con kính mời bàn tay của các đạo hữu trong đạo tràng ạ. Dạ con kính cảm ơn sách pháp nguồn lâu cai cô Meta đã cho con biết tín hiệu. Misaka Sangaho toát yếu những hỗn hợp pháp đoạn 1. Misaka Sangahe cha hề tú lô phô đồ sô mô hô á lô phô á đồ sô á mô hô. Trong phần đại cương của những phân loại linh tinh có 6 nhân: 1 tham, 2 sân, 3 si, 4 vô tham, 5 vô sân và 6 vô si. Sát tha trà nàn gà ní quý tắc cô quý trà rồ bì tí sô má ná sàng ê các gá tà đồ má ná sàng ú bác hà. Có 7 chi thiền là 1 tầm, 2 tứ, 3 hỷ, 4 lạc, 5 định, 6 ưu và 7 xả. Đoà đã xá mắt gàn gà ní sàm mà đi thí sàm mà sàn cấp bù sàm mà hoa trà sàm mà cầm mạnh tù sàm mà tri vô sàm mà hoa gia mô sàm mà sá tí sàm mà sàm mà thí mít trà đi thí mít trà sàn cấp bù mít trà hoa gia mô mít trà sàm mà thí. Có 12 chỉ đạo là 1 chánh kiến, 2 chánh tư duy, 3 chánh ngữ, 4 chánh nghiệp, 5 chánh mạng, 6 chánh tinh tấn, 7 chánh niệm, 8 chánh định, 9 tà kiến, 10 tà tư duy, 11 tà tinh tấn và 12 tà định. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ con xin kính mời Xích Thanh Thủy Trần, Xích Nhung Phạm và các đạo hữu khác trong đạo tràng hoan hỷ lên đọc bài. Con xin phép được post bài. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá, Nam Mô Tham Ma giá, Nam Mô Sang Kha giá. Dạ, dạ xét pháp nguồn lợi, dạ xét nhân vạn. Dạ thưa con kính mời cô Mát Ta đọc đoạn 2 được không cô? Dạ lúc này cô chưa đọc đoạn 2 á. Dạ con kính mời cô Mát Ta, con kính mời cô Nhung. Dạ con kính mời đọc để cho hoàn chỉnh bài đọc rồi thỉnh thầy dạy tiếp bài pháp ngày hôm nay ạ. Dạ con kính mời cô Mát Ta. Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 3. Dạ, cảm ơn cho mình. À, đoạn 2. Đoạn 2. Bà quỳ sát tình ri già ni chắc khôn đăng. Sô tình ri dăng khả nìn ri dăng chiều phìn ri dăng. Cà dìn ri dăng ít thìn ri dăng. Bú ri xin ri dăng chỉ huy tin ri dăng ma nìn ri dăng xúc khìn ri dăng đúc khìn ri dăng sô ma na xin ri dăng đồ ma na xin ri dăng u bê khìn ri dăng sát thìn ri dăng quy ri dìn ri dăng sa tìn ri dăng sa ma thìn ri dăng bành nhìn ri dằng an nhạy an nành nhà ta xà mì tìn ri dằng anh nhìn ri dằng anh nhà ta quyền ri dằng có 22 căn hay quyền khả năng kiểm soát là một nhãn căn hai nhĩ căn ba tỷ căn bốn thiệt căn, năm thân căn, sáu nữ căn, bảy nam căn, tám mạng căn, chín tâm căn, mười lạc căn, mười một khổ căn, mười hai hỷ căn, mười ba ưu căn, mười bốn xả căn, mười lăm tín căn, mười sáu tấn căn, mười bảy niệm căn, mười tám định căn, mười chín tuệ căn, hai mươi vị chi đương chi căn, hai mươi mốt dĩ chi căn, hai hai cụ chi căn. Nagwa ba la ni sát tha ba lăng viriya ba lăng sati ba lăng samadhi ba lăng bành nhà ba lăng hiri ba lăng ottap ba ba lăng ahirika ba lăng anottap ba ba lăng có chín lực là một tín lực hai tấn lực ba niệm lực bốn định lực năm tuệ lực sáu tàm lực, bảy quý lực, tám vô tàm lực, chín vô quý lực. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Dạ, con kính tri ân thầy. Dạ, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá.
Dạ, con xin đọc tiếp. Dạ, con xin đọc tiếp đoạn 3. Chắc ta ro a thi ba ti chanh đa thi ba ti quý ri già thi ba ti chích ta thi ba ti quý măng xà thi ba ti. Có bốn yếu tố tăng thượng tâm là một dục, hai cần, ba tâm và bốn thẩm. Chắc ta ro a ha ra ca ba li ca ro a ha ro phát so đu ti yo ma no san che ta na ta ti yo huynh nha năng chát tốt thăng. Có bốn loại vật thực là một đoàn thực, hai xúc thực, ba tư niệm thực và bốn thức thực. In ri ye su ba net ta so ta bát ti mắt gan ga năng a nhân nha tát sa mi tinh ri văn a ra hát ta pha lần pha la nhà năng anh nha ta huynh ri văn mắt chê cha nhà na ni anh nhìn ri già ni ti ba vuốt chan ti chi quy tình ri văn cha rù ba rù ba quá xê na đu quý thằng hồ ti. Bây giờ trong những căn ý tưởng ta sẽ chứng ngộ cái chưa từng được chứng ngộ, có nghĩa là tu đào quần đạo tuệ, vị tri đương tri căn tức dự lưu đạo trí. Căn của vị đã hoàn toàn chứng ngộ có nghĩa là a la hán quả tuệ, cụ tri căn tức a la hán quả trí. Trong các căn ở giữa, nhĩ tri căn tức là sáu trí, mạng căn gồm cả hai sắc mạng căn và danh mạng căn. Dạ, con đã đọc xong đoạn 3. Cảm ơn cô Châu Nguyễn bốt bài, cảm ơn thầy, cảm ơn tất cả đạo tràng và con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Kha Gia. Dạ, Sít Quang Thanh ơi, Sít có cầm mic đọc bài được không Sít? Dạ, còn một đoạn thứ tư, mời Sít cầm mic đọc bài rồi sau đó thỉnh thầy giải bài học ngày hôm nay luôn được không ạ? Dạ, Sít Quang Thanh có thể cầm mic được không ạ? Kính dân mít lại cho xích nha. Dạ, mời xích cầm mít ạ. Dạ thưa con không thấy bàn tay của Sích Quang Thanh. Dạ thôi con xin phép được đọc đoạn 4. Dạ con xin phép được đọc đoạn 4 để kết thúc bài đọc ngày hôm nay. Dạ đoạn 4. Bành cha huynh nhà nề su trà nàn gà ní á quý rí dề su ba la ni
a hi túc kề su mắt gần gà ní ná lấp phần tí ta thà quy chi kích trà chít tề e các gá tà mắt gìn rí giá bá là mắt gìn rí giá bá lá phà quần ná gắt trá tí đi hề tú cá tí hề tú cá trá quá nề xuề quá giá thà sầm phá quần á thi bá tí e cô quá lắp phá tí. Các thiền chi không thể tìm được trong năm thức, các lực không thể tìm được trong các tâm không tinh tấn, các đạo chi không thể tìm được trong các vô nhân tâm. Cũng vậy, trong nghi tâm, nhất hành không thể trở thành đạo chi, căn hay lực. Trong bốn thượng, dục, cần, âm, thẩm, chỉ một tăng thượng được chứng một lần, tùy theo trường hợp, chỉ ở trong các tâm thuộc nhị nhân hay tam nhân tâm. Chá hì tu bành chá trà nàn gà mắt gàn gà ná quá quát thú tù sô lá xền trí giá thầm mà chá ba lá thầm mà ná quê rí tà chá tà rù thí bá tí út tà tá thà hà rà tí sá tá thà cú sá là đi sá mà kinh nô út tù mít sá cá sang gá hù. Tóm lược, trong thực tế có 6 nhân, 5 chi thiền, 9 chi đạo, 16 căn, 9 lực đã được trình bày. Cùng thế ấy, có 4 yếu tố ưu thế, 4 loại vật thực đã được đề cập đến. Như vậy, đại cương các phân loại linh tinh được trình bày trong 7 phương cách, bao gồm những trạng thái thiện và bất thiện. Dạ thưa con đã đọc xong. Dạ thưa, kính thưa đạo tràng, dạ thầy vừa báo cho con là sức khỏe của thầy không có được tốt, cho nên là bây giờ chắc có lẽ con xin phép thầy con post lại cái bài mà hồi tuần trước thầy dạy là của phần 22 quyền để cho Râm được ôn lại bài để chờ thầy ạ. Dạ thưa cô Meta, dạ con post bài, con kính mời cô lên đọc để mà cả lớp có thể ôn lại bài được không cô? Dạ, sa thú. Dạ, con cảm ơn cô Meta. Dạ, con kính dâng mic cho cô. Dạ, con xin phép được xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sàng Kha Giá. Vậy là đọc cái phần mà Châu Nguyễn đã đưa cho mọi người trong đạo tràng đó hả Châu Nguyễn? Hả? Dạ, Châu Nguyễn đưa lên thì mới ta xin đọc. Phần thứ tư, 22 quyền. Ba quy sát tinh rí già ní. Có 5 nhóm A. Nhóm 6. Nhãn quyền, chắc khinh rí giá. Nhĩ quyền, sô tinh rí giá. Tỷ quyền, ga ninh rí giá. Thiệt quyền, chiêu hình rí giá. Thân quyền, ca dinh rí giá. Ý quyền, ma ninh rí giá. B. Nhóm 5. Khổ quyền, đúc khiên rí giá, lạc quyền, xú khiên rí giá, hỷ quyền, sô má nát xin rí giá, u quyền, đô má nát xin rí giá, xả quyền, u bách khiên rí giá. C. Nhóm 5. Tính quyền, sát thiên rí giá, tấn quyền, quý rí dinh rí giá, niệm quyền, sát tin rí giá, định quyền, xá ma thiên rí giá, tuệ quyền, banh nhìn rí giá. D. Nhóm 3. Nữ quyền, ích thiên rí giá,
Nam quyền, bú rí xin rí giá và mạng quyền, chiêu quý tên rí giá, chi quý tên rí giá. Nhóm 3, vị tri quyền, á nhanh, á nanh nha, tá nát xà mi tên rí giá, dĩ tri quyền, anh nhìn rí giá và cụ tri quyền. Anh nhà ta quyền rí giá. Giải. Nhóm 6. Nhãn quyền chắc khinh rí giá. Nhĩ quyền sô tin rí giá. Tỷ quyền ga nin rí giá. Thiệt quyền chi quyền. Chiêu quyền chiêu hình rí giá. Thân quyền ca dinh rí giá. Ý quyền ma nin rí giá. In rí giá là quyền. Sự kiểm soát, cai quản, điều hành, điều khiển. Hán văn, quyền bính, quyền lực, quyền hạn, quyền định đoạt, vân vân. Một, nhãn quyền, chắc khinh rí giá. Tinh nhãn hay còn gọi là thần kinh nhãn, một loại tinh chất nương bốn đại hiển, đất, nước, lửa, gió, an vị trong mắt, có khả năng kiểm soát các loại danh pháp, trú nương trong mắt. Phận sự làm việc thấy, đặc quyền thấy sắc. Chi pháp sắc thần kinh nhãn, tám sắc bất ly, cộng sắc thần kinh nhãn, cộng sắc mạng quyền. Hai, nhĩ quyền sô tin rí giá. Tinh nhĩ hay còn gọi là thần kinh nhĩ, một loại tinh chất nương bốn đại hiển an vị trong tai, có khả năng kiểm soát các loại danh pháp, trú nương trong tai. Phận sự làm việc nghe, đặc quyền nghe âm thanh. Chi pháp sắc thần kinh nhãn gồm có tám sắc bất ly, cộng sắc thần kinh nhĩ. Đọc lại, chi pháp sắc thần kinh nhĩ gồm có tám sắc bất ly, cộng sắc thần kinh nhĩ, cộng sắc mạng quyền. Ba, tỷ quyền ga nên rí giá. Tinh tỷ hay còn gọi là thần kinh tỷ, một loại tinh chất nương bốn đại hiển an vị trong mũi, có khả năng kiểm soát các loại danh pháp, trú nương nơi mũi. Phận sự làm việc ngửi, đặc quyền ngửi mùi. Chi pháp sắc thần kinh tỷ gồm có tám sắc bất ly, cộng sắc thần kinh tỷ, cộng sắc mạng quyền. Bốn, thiệt quyền chiêu hình rí giá. Tinh thiệt hay còn gọi là thần kinh thiệt, một loại tinh chất nương bốn đại hiện an vị trong lưỡi, có khả năng kiểm soát các loại danh pháp, nương trú nơi lưỡi. Phận sự làm việc nếm, đặc quyền nếm vị, nếm vị. Chi pháp sắc thần kinh thiệt, tám sắc bất ly, cộng sắc thần kinh thiệt, cộng sắc mạng quyền. Năm, thân quyền ca dinh rí giá. Tinh thân hay còn gọi là thần kinh thân, một loại tinh chất nương bốn đại hiển được trải dài khắp châu thân, có khả năng kiểm soát các danh pháp, nương trú nơi thân. Phận sự làm việc ghi nhận xúc chạm, đặc quyền xúc chạm.
chi pháp sắc thần kinh thân, gồm có tám sắc bất ly cộng sắc thần kinh thân cộng sắc mạng quyền. 6. Ý quyền ma nin riya, sự cai quản kiểm soát các pháp đồng hiện hữu cùng có mặt. 7. Phận sự điều hành các pháp đồng sanh biết cảnh. Chi pháp 121 tâm. Dạ, vậy là xong. Cảm ơn Châu Nguyễn đã bột bài. Và dạ, con kính dâng hết cho thầy để thầy dạy bài học hôm nay ạ. Đây, xa thấu, xa thấu. À, cảm ơn cô Mát Ta. À, Long thể bất an chút xíu tự nhiên có vấn đề chút xíu, chưa chết, chưa tắt thở rồi. À, mắc nợ của Dung phải dòng lại, con Dung réo quá. Không mắc nợ mà không trợ tròn. Rồi, bây giờ mình bắt đầu vô chương trình đố vui có thưởng nha. Quý vị ráng ra cho lấy 10 điểm rồi ai đoạt giải quán quân ha, để Long thể để trả lời bình thường. Câu số 1. Các tâm bất thiện vắng mặt nơi người nào? Các tâm bất thiện vắng mặt nơi người nào thì người đó chính là bậc A-la-hán phải chăng? Các tâm bất thiện vắng mặt nơi người nào thì người đó chính là bậc A-la-hán phải chăng? Rồi, câu dễ quá ha. Dễ, ôi ha. Rồi, ai xung phong giơ tay lấy 10 điểm coi. Rồi, mời có mấy ta xa thôi, xa thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính chào thầy đã mạnh khỏe trở lại để tiếp tục dạy cho chúng con. Dạ thầy, con xin trả lời câu số 1. Các tâm bất thiện vắng mặt nơi người nào thì người đó chính là bậc A-la-hán phải chăng? Dạ, con nghĩ là chưa được, chưa đúng đâu thầy. Bởi vì các tâm bất thiện vắng mặt nơi người nào thì có thể là như phàm nhân hay nhà những bậc thánh hữu học, thì các tâm bất thiện vắng mặt, nhưng mà có thể là có những tâm thiện khác sanh lên hiện hữu lên. Còn nếu mà muốn thành bậc A-la-hán thì phải tu tập, rồi phải đắc thiền, đắc đạo, đắc quả, đến tới tứ thánh quả, rồi diệt hoàn toàn kiết sử, 10 kiết sử thì mới đắc được A-la-hán, chứ đâu phải mà chỉ có các tâm bất thiện nói khơi khơi vậy mà đắc được. Dạ, con nghĩ như vậy thầy. Dạ, bậc A-la-hán ba, muốn đắc bậc A-la-hán thì phải tu tập đắc đạo, đắc quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, diệt hoàn toàn 10 kiếp sử thì mới đắc được. Dạ, con xin trả lời như vậy thầy, không biết có đúng hay không thầy. Dạ, con xin trả máy cho thầy. Đúng không quý vị? Alo, đúng không?
xa thứ hay quá, là còn ai hay quá, ý con meta hay quá, chính xác, bất thiện vắng mặt, vắng mặt đâu ăn thôi, vắng mặt bất thiện, thiện vẫn có mặt như thường. Rồi xa thứ 10 điểm nha quý vị, ghi sổ nha, thư ký ghi sổ nha. Con meta dẫn đầu 10 điểm xa thứ. Rồi câu số 2. Tham đã tận nhưng sân si vẫn còn, phải. Tham đã tận nhưng sân si vẫn còn, như vậy chính là các bậc thánh hữu học, phải chăng? Tham đã tận nhưng sân si còn, như vậy chính là các bậc thánh hữu học. Rồi đúng rồi, câu hỏi đúng rồi đó. Rồi xa thử ha, rồi ai lên, ai lên, ai tình nguyện giơ tay lên nha, tranh thủ nha. À, để em thôi, cô bác ta của dịch giải quán quân đó. Rồi mời quý vị. Dạ thưa thầy, con thử trả lời câu này xem đúng hay không ạ. Tham đã tận nhưng sân si vẫn còn, như vậy chính là các bậc thánh hữu học, phải chăng? Cái tham đã tận này thì chỉ có bậc A-la-hán mới diệt được, bậc thánh tam quả mới. À, thì chị gọi là cũng mới diệt được tham tham dục và sân hận, nhưng mà nếu mà tham đã tận thì sân si vẫn còn, như vậy chính là các bậc thánh hữu học, phải chăng? Thì câu này cũng không phải là dễ, nhưng mà theo con thì các bậc thánh hữu học đó thì đã như là bậc thánh đã sơ đạo sơ quả thì diệt được ba kết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, thì tham cũng vẫn còn, nhưng mà cái bậc nhị đạo thì giảm được giảm nhẹ tham và sân thôi, còn vị tam đạo thì diệt được tham và sân. Vâng, nhưng mà nếu mà nói là chính là các bậc thánh hữu học, phải chăng? Thì câu này thì cũng không 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 nên nói như vậy, thưa thầy, bởi vì là có những cái tâm mà tham không tham vắng mặt, nhưng mà sân si thì vẫn có mặt, thì như thế thì vẫn kể cả người thường cũng có lúc là tham không có mặt, nhưng sân si vẫn có mặt, cho nên là không thể nói là bậc thánh hữu học mới như vậy được ạ. À, con xin phép việc nói như vậy có gì sai, mong thầy bổ túc thêm cho con. Cho cơ hội nói lại lần nữa đó. Nói lại cho rõ ràng, gần chúng rồi mà chứ xíu nữa là chúng rồi. Bình tĩnh nói lại cho kỹ, đọc kỹ câu hỏi, nói lại ha. Ráng lên lấy lời 10 điểm cho ngon lành, nó nói tùm lum quá. Nói tùm lum lên lại. Dạ. Con biết là tham đã tận nhưng sân si vẫn còn, như vậy chính là các bậc thánh hữu học, phải không? Câu này thì không nên nói như vậy, thưa thầy, bởi vì là ví dụ như những người đang một người phàm nhân thì bình thường thì khi họ đấu thí đó, thì họ đã ly tham rồi,
Thế nhưng mà sân si thì họ vẫn còn. Thì như vậy thì cũng có thể tham vắng mặt, nhưng mà sân si thì vẫn còn. Như vậy thì mình cũng không thể nào nói là các bậc ở thánh hữu học được, như là còn cái bậc thánh tam quả thì mới dứt được tham dục sân hận. Và con xin được trả lời như vậy, có nghĩa là câu này là không nên nói như thế á, con xin phép. Chưa được, chưa được, chưa được rõ ràng ha. Mời vị khác, rồi mời cô Mát Tà. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Thầm Mà Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, thưa Thầy. Dạ, câu thứ ba. Tham đã tận nhưng sân si vẫn còn, như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải chăng? Thì con thấy là nếu mà nói là hỏi tham đã tận rồi nhưng mà sân si vẫn còn thì như vậy chính là bậc thánh hữu học phải chăng? Thì con thấy nếu mà nói về các kiết sử thì bậc thánh tam quả thì mới diệt được dục ái và sân. Thì như vậy ở đây sân vẫn còn, si vẫn còn. Thì có thể nói đây là, có thể nói là bậc nhị quả đã đắc được bậc trong trong này, thì bậc thánh này là bậc thánh nhị quả thôi, chứ không thể là bậc thánh tam quả được. Bởi vì sân vẫn còn, si vẫn còn, thì không thể đắc được tam quả, mà có thể là chỉ là nhị quả thôi. Nếu có đắc được thánh hữu học thì chỉ là nhị quả thôi. Thì cái dục ái và sân đó giảm nhẹ, mà ở đây thì sân vẫn còn, tức nhiên là chưa có đắc được tam quả, mà bậc thánh này chỉ là bậc thánh nhị quả thôi. Dạ, con câu hỏi của câu trả lời của con là như vậy, không biết có đúng không thưa thầy. Rồi, sai rồi. Rồi, ngoài Pháp Nguồn Lào Cai ráng là gỡ lại cơ hội đó nha, ngoài nha. Dạ thưa thầy, con xin được nói lại xem có đúng hay không ạ. Dạ. Nếu mà nói về tham sân si là những cái tâm được gọi là tâm bất thiện thưa thầy, nhưng mà khi mà một người mà không có tham á mà sân si vẫn còn thì như thế không thể nói là các bậc thánh hữu học được ạ. Bởi vì là khi mà một người họ họ không có tham, như là một người bình thường nha, không có tham nhưng mà sân si thì họ vẫn còn, bởi vì là họ cũng có thể là họ ly tham, họ họ bố thí, họ bố thí rất là nhiều đi, nhưng mà cái sân si của họ vẫn còn. Thì như vậy thì là người bình thường cũng có thể là không có ta tham nhưng mà sân si vẫn còn, thì theo con là nói như vậy. Có gì sai mong thầy chỉnh sửa cho con không? Rồi, rồi ngồi xuống, hôm nay đếm trứng rồi luôn nha. Rồi, mời cô ta bỏ tóc. Dạ. Như vậy thì theo con thì cái câu này là như vậy, thì cái người mà tham đã tận nhưng mà sân si vẫn còn thì không có đắc được thánh hữu học gì hết thầy. Đây chỉ là người phàm nhân thôi. Có nhiều người thì tham hết nhưng mà sân si vẫn còn. Thì ba cái nhân tham sân si mà còn hai cái sân si thì không có đắc được gì hết thầy. Theo con là không đắc được gì hết. Dạ, không biết đúng không thầy. Rồi.
Rồi, ôm trứng tiếp luôn. Ôm trứng tiếp đi theo pháp người Lào Cai lên núi Tam Si Băng này. Rồi, mời cô Nhung. Dạ thầy, thầy ơi, học trò của thầy thì ngay thẳng mà thầy đặt câu hỏi nó trẹo qua trẹo lại, tội nghiệp học trò thầy. Tham đã tận nhưng sân si vẫn còn, như vậy chính là các bậc thánh hữu học phải chăng? Dạ, không phải. Tham đã tận tức là tham đã đoạn diệt, thì một khi tham đã đoạn diệt thì si cũng vẫn là thì si cũng đoạn diệt luôn, lúc đó chính là bậc A-la-hán. Còn bậc thánh hữu học thì không không phải, không thể nào nói là tham đã tận. Tham đã tận thì chỉ thể có thể nói đó là bậc A-la-hán, nhưng sân si vẫn còn, thì như vậy thì không phải bậc A-la-hán mà cũng không phải là bậc thánh hữu học, vì bậc thánh hữu học cũng đã đoạn tận từng phần. Bậc tam quả thì đoạn tận sân, nhưng tham si vẫn còn. Còn đến bậc tứ quả thì tham sân si đoạn tận cùng hết luôn. Dạ thầy đọc đặt câu hỏi nó dễ dễ, thầy chúc chắc quá, tội nghiệp từ con thầy. Dạ con kính tri ân thầy. Dạ, đó là câu trả lời của con xin xuống mic. Mới là lần đầu tiên nghe hai chữ trúc trắc. Trúc trắc là gì cái gì? Trúc trắc chữ nghe cũng lạ, trúc trắc. Rồi xa thấu, xa thấu. Giờ một người mà tham đã tận, tham đã tận là không còn tham nữa, tức là diệt trừ tất cả những cái gì thuộc về tham, tham diệt trừ tà kiến cũng diệt, mà ly tà cũng diệt luôn, không còn tham nữa thì sân si còn cái gì? Sân si còn không thì đâu còn đâu. Câu hỏi dễ dễ mà bậc mà diệt lậu tận đã diệt được tất cả những cái tham, đã diệt mất rồi những cái kiết sử kia ăn thua gì nữa. Thì đâu còn đâu. À, như vậy là câu hỏi là không nên nói thế. Rồi ha. Đó là gì, đó là Đắk Lắk vậy đó. Đó là không có đúng cho đâu đâu. Rồi vậy để ý là vật tu là quần thì diệt được mấy kiến sử, thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, à, tức là tà kiến là giới cấm thủ không đúng nha, tức là diệt được cái tham hợp tà đúng không, diệt được một cái, diệt được cái tham hợp tà rồi lên cái tư đà quần, à, tư đà tu là tư đà hàm thì diệt làm giảm bớt không, giảm nhẹ bớt mà vẫn còn. À, lên tới A Na Hàm á, thì mới diệt được tham dục và sân, nhưng mà còn ái sắc ái vô sắc thì vẫn còn tham như thường, vẫn còn ái sắc ái vô sắc ha. Lên tới bậc A La Hán mới diệt được ha, lên tới A La Hán mới chấm dứt được hoàn toàn ha. Chứ thì khi mà chấm dứt được cái tám cái tâm tham rồi thì sân si đâu còn nữa ha. Nói đúng cái này luôn không. Rồi xa thử, xa thử. Rồi câu số mấy qua này, câu số 3, câu số 3. Cứu bộ gì lên cùng nhau dẫn lên núi Tan Sivan luôn nha, cứu gì. Câu số 3, các vị nào, các vị nào khi những tâm quả bất thiện vô nhân không còn các vị nào khi những tâm quả bất thiện vô nhân không còn thì người đó chính là bậc lậu tận phải chăng? Các vị nào khi những tâm quả bất thiện vô nhân không còn thì người đó chính là bậc đạo tận phải chăng?
Rồi, câu này dễ ổi ha. Suy nghĩ kỹ rồi lên lấy 10 điểm lại ha. Nãy giờ có mình cô mấy ta được 10 điểm thôi, còn nhiêu là lãnh trứng hết trơn rồi. Rồi, xin dừng quyết châu gì suy nghĩ xíu nha. Dạ, con xin kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con xin kính đảnh lễ các quý sư và quý cô tín hữu, kính chào thầy kinh. Và con xin kính chào cả lớp. Dạ, thưa thầy, con đâu dám vô cứu bộ gì đâu thầy, con chỉ vô học và nghe thôi. Thì vô thấy các anh chị thôi, nhưng mà thì học hỏi thôi. Dạ, thưa thầy, cái câu này thầy không nên nói như vậy. Vì tất cả cái câu này là câu sai, thầy nói vậy không có đúng. Vì dù cho những người phàm hay người thánh hay bậc A-la-hán, chính Đức Phật cũng còn nhận những cái tâm quả bất thiện của cái đời chót của họ. Cho nên cái câu này không nên nói như vậy. Chứ tâm quả bất thiện nó không tha thứ cho bất cứ, dù là người phàm hay người thánh hay là bậc chánh đẳng chánh giác, nó khi nó có đủ nhân duyên thì cái nó cũng dẫn cho quả thôi, thưa thầy. Dạ, con xin hết là thưa thầy. Cái gì đó xà thử xà thử vô được ha, cứu bò ha, cứu bò xà thử xà thử. Rồi, 10 điểm là được 3 người đúng không? Cô Meta, cô Nhung, Chính Tâm, 3 người ha, xà thử xà thử. Câu dễ quá. Rồi, câu số 4. Si phóng vật được đoạn trừ. Si phóng vật được đoạn trừ. Thì tham, sân và si hoài nghi cũng được đoạn trừ phải chăng? Thì tham, sân và si hoài nghi cũng được đoạn trừ phải chăng? Rồi, câu này cũng dễ ổi ha, học bài nhớ bài nó nói cái một. Rồi, tranh thủ nha, lấy 10 điểm nha quý vị, giật giải quán quân nha, để thôi Chánh Tâm nó giành hết. Rồi, mời nha. Con xin được thì trả lời câu này, đằng nào cũng thua rồi cho thua luôn. Dạ, si phóng dật được đoạn trừ thì tham sân và si hoài nghi cũng được đoạn trừ về chẳng. Dạ thưa thầy, câu này là đúng thưa thầy, bởi vì là trong cái tâm si phóng dật đó, thì là bậc thánh tam quả thì là vẫn còn, nhưng mà đến bậc a la hán thì diệt tận tham, diệt tận thân và sân và diệt tận si, nói chung là diệt tất cả 10 cái sự rồi. Thì khi mà si phóng dật cũng được diệt thì tất cả những cái tham sân và si hoài nghi cũng được diệt, mà bậc a la hán tứ quả đã. Con xin được trả lời như vậy, có gì sai thì mong thầy chỉnh sửa cho con. Alo, alo, đúng không vậy? Ai đúng em cho biết rồi, đi theo xuồng luôn, đúng không? Cô Hồng Nhung đúng, cô Hồng Nhung đúng. Rồi ai đúng nữa? Chưa, cô Hồng Nhung nói chưa. Rồi mời cô Hồng Nhung lên bỏ tốt cài. Rồi cô Hồng Nhung nói chưa, lên nói thì sao cho Phước thuyết phục tương tác. Rồi mời cô. Dạ,
Con thưa thầy, câu 4, si phóng dật được đoạn trừ thì tham sân si hoài nghi cũng được đoạn trừ phải chăng? Dạ, nói trên tổng thể thì như vậy, nhưng mà cái si hoài nghi là được đoạn trừ đầu tiên chứ không phải đợi chờ cái si phóng dật được đoạn trừ thì sân và si hoài nghi cũng được đoạn trừ, mà nói theo từng từng giai đoạn thì si hoài nghi trước được đoạn trừ trước, rồi đến sân, đến thánh là thánh tam quả, và cuối cùng thì si phóng dật được đoạn trừ thì cái tham ly tà cũng được đoạn trừ. Dạ, đó là câu trả lời của con. Dạ, con kính tri ân thầy. Đây, xa lắm, xa lắm ha. Năm người Lào Cai cũng không có sai ha, cũng đúng chứ không sai ha. Nhưng mà cô Nhung là bổ túc thì coi như là hoàn chỉnh ha. Rồi chia hai người, chia người 5 điểm. Người 5 điểm. Xà thử không. Rồi câu số 5. Cô mấy ta mới có 10 điểm phải không? Cô mấy ta mới có 10 điểm mà ráng nha cô mấy ta. Còn câu chót là ai lấy được giải quán quân nha. Câu số 5. Vô tàm vô quý đã diệt mất nơi người nào? Vô tàm vô quý đã diệt mất nơi người nào thì người đó là chính nhân quân tử phải chăng? Vô tàm vô quý đã diệt mất nơi người nào thì người đó là chính nhân quân tử phải chăng? Rồi, con này dễ rồi, con mấy bạn ơi, ráng lên lấy 10 điểm nữa mà đọc giải quán quân luôn á. Rồi, xin mời nha. Dạ, câu thế nữa. Câu số 5. Dạ, con xin đọc lại câu số 5. Vô tàm vô quý đã diệt mất nơi người nào thì người đó chính nhân quân tử. Thì người đó là chính nhân quân tử phải chăng? Dạ, con thấy vô tàm vô quý thì nó nằm ở trong cái nhóm là si phần, đó là cái nhóm mà tâm sở và tâm sở bất thiện biến hành, nó nằm trong cái nhóm tâm sở bất thiện biến hành, si vô tàm vô quý, phóng dật, bốn cái tâm sở đó nó nằm ở trong nhóm là tâm sở bất thiện biến hành. Thì cái người này đã diệt được cái vô tàm vô quý rồi. Thì đồng thời cái nhóm này là nhóm biến hành, thành thử ra là cũng si rồi phóng dật rồi cũng mất luôn rồi thầy. Đấy là bốn cái tâm sở biến hành này, hai cái vô tàm vô quý đã diệt mất rồi thì coi như cái nhóm này mất luôn. Thì nói là cái người này chính là chính nhân quân tử. Thì bây giờ con phải thầy, theo thầy thì chính nhân quân tử là người như thế nào thầy? Con cũng chưa hiểu rõ được chính nhân quân tử là
Huynh Chánh Tâm nói là chính nhân quân tử là người phàm phu. Dạ, thì như vậy thì một cái người mà đã diệt được vô tàm vô quý, dạ, coi như là cái bốn cái tâm sở biến hành này nó đã diệt được hết luôn. Trong cái nhóm bốn tâm sở bất thiện biến hành này nó diệt được luôn. Thì con nghĩ đây là cái người này sẽ trở thành bậc thánh rồi thầy. Dạ con trả lời như vậy không biết đúng hay không thầy. Giờ cho cô Bích Ta cơ hội lần nữa ha. Giờ chính nhân quân tử mình có phân hai loại ha. Một là phàm nhân, hai là thánh nhân. Và trong thánh nhân đó là thuộc về hạng người nào? Phàm nhân thì coi như là về chính nhân quân tử, phàm nhân là không trúng rồi đó, đặt ha, là đặt ha. Nhưng mà giờ đối với một người đã diệt vô tàm vô quý, đã diệt mất, thì chính nhân quân tử là bậc nào trong bốn bậc thánh? Cơ hội cho cô lần này nha, không trúng nữa là thôi ổn rồi, mời cô với ta. Dạ, để con coi lại là trong cái nhóm này là si, tức là vô minh đã diệt được rồi, rồi vô tàm vô quý, rồi phóng vật cũng đã diệt được luôn. Thì con nghĩ đây là bậc thánh tứ quả rồi thầy, diệt tận hết rồi. Dạ, con trả lời là đây là bậc thánh A-la-hán rồi thầy, bậc thánh tứ quả. Dạ, không biết đúng hay không thầy. Rồi, xa thú chính xác ha. Bậc thánh tứ quả nó diệt được là si vô tàm vô quý phóng vật. Xa thú ha. Rồi như vậy là hôm nay cô Meta được giải quán quân. Xa thú có gì tặng bông tặng hoa cho cô Meta có gì? Thẳng cấp luôn ha. Con làm ha, con làm ha. Xa thử. Rồi, nghỉ đức học tới đâu rồi ha? Xong phần B là gì? À, hết xã quyền luôn ha, ok. Rồi, bây giờ mình vô tiếp phần C, nhóm 5. Phần C, nhóm 5. Rồi, mình qua phần C ha. Nhóm có 5 pháp ha. Thứ nhất là tính quyền, sát thinh trí giá là tính quyền. Thứ hai là tấn quyền, quý lý dinh trí giá. Số 3 là niệm quyền, sa tin trí giá. Số 4 là định quyền, sa ma thìn trí giá. Số 5 là tuệ quyền, banh nhìn trí giá. Như vậy hôm nay mình học là 5 cái quyền này thuộc về tính, tấn, niệm, định, tuệ. Đó là nhóm 5, phần C ha. Rồi, trước tiên chúng ta lấy cái thứ nhất, chi pháp nhất là số 1 là tính quyền. Sát thân trí giác, tính quyền. Tính quyền, rồi. Tính quyền được định nghĩa trong chánh tạng cho chúng ta thấy là như vậy. Cái chi là sự tin tưởng, tức là bất cứ gì mà là sự tin tưởng. Sự tin cậy, sự tín nhiệm, sự tịnh tính. Tính là tính quyền, tính lực.
Đây gọi là tính quyền. À, tức là bất cứ cái gì mà là một cái sự tin tưởng, tin cậy, tín nhiệm, tịnh tính, à, thì được gọi là tính quyền. À, là tin tại kệ từ tín nhiệm, tịnh tính. Tịnh tính là sự tin tưởng một cách tốt đẹp ha, tin tưởng vào điều tốt đẹp ha, điều trong sạch ha, thì gọi là tính quyền hay là tính lực. Đây gọi là tính quyền. Hoặc là sự đặt tâm tin tưởng mạnh mẽ, vững chắc, trong sạch vào đối tượng trong sạch. À, tức là khi mà mình có cái sự đặt tâm, mình tin tưởng vào một cái gì đó một cách mãnh liệt, một cách mạnh mẽ, một cách mãnh liệt, vững chắc và trong sạch vào cái đối tượng trong sạch. À, chứ đối tượng mà không trong sạch thì không được ha. À, đối tượng mà tà kiến mà đặt ha. À, thì như vậy mình có đặt niềm tin vào một cái đối tượng nào đó trong sạch với cái tâm trong sạch của mình, thì lúc đó chúng ta có cái gọi là tính quyền, Satthindriya. Rồi, trong cái tính quyền này ta cho mình biết cái phận sự của nó là nhịp cái nhiệm vụ của nó làm việc đó, phận sự của tính mà trở thành tính quyền đó, thì phận sự là cai quản, kiểm soát các pháp đồng sanh, tức là những cái pháp nào đồng sanh chung với nó, tức là những cái tâm sở nào sanh lên đồng sanh chung với nó trong tâm, thì phận sự của cái tính quyền này nó cai quản, nó kiểm soát các pháp đồng sanh đó, cùng tin tưởng vào đối tượng trong sạch, tức là tam bảo. À, tức là đây cũng cho mình biết cái sự đặt niềm tin vào đối tượng trong sạch, tức là tam bảo. Bởi vì sao? Bởi vì khi chúng ta đặt niềm tin vào một bất kỳ một cái gì đó mà mình không biết rõ, không hiểu rõ, không nắm rõ, à, mà có tính cách giống như là bí ẩn, bí hiểm, hay giống như là bị mê hoặc chẳng hạn, thì mình tin tưởng vào những cái đó thì không phải gọi là một cái đối tượng trong sạch. À, đối tượng trong sạch chỉ là đối tượng là phải rõ ràng, là một cái nơi mà mình đặt niềm tin trong sạch rõ ràng. Chẳng hạn như Phật bảo là Đức Phật là một đấng giác ngộ thật sự, ngài đã diệt trừ tất cả những cái kiết sử phiền não, ngài hoàn toàn trong sạch, mà những cái chi pháp ngài đưa cho chúng ta học mình thấy hiểu rõ ràng. Khi mình hiểu, mình thấy rõ ràng như vậy thì mình đặt cái niềm tin vào đó, thì niềm tin như vậy được gọi là niềm tin trong sạch. Chứ không phải mình đặt niềm tin vào một cái gì đó, một ông nào đó, một đấng nào đó mà người tự xưng, tự này kia cho là đấng sáng tạo, đấng là dựng lên thế giới, vũ trụ, này, nói theo cái ngôn ngữ thôi. Mà mình đặt niềm tin vào đó thì cái niềm tin mình chưa gọi là niềm tin trong sạch, chưa gọi là tính quyền được. À, cho nên một cái niềm tin trong sạch là phải đặt niềm tin vào đúng vào cái đối tượng trong sạch, tức là một cái đối tượng trong sạch thật sự, là không còn có tham, không sân, không si, một cái nơi mà hoàn toàn trong sạch. À, về chỉ có tam bảo là nơi trong sạch hoàn toàn. À, tức là Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Phật bảo là khỏi nói không, là một vị là tối thượng, một vị có một cái trí tuệ là siêu việt, một cái đức hạnh mà không ai có thể sánh bì. À, đó là Phật bảo. Rồi pháp bảo là cái giáo pháp thật sự là đưa chúng ta đi đến một cái sự hoàn toàn trong sạch, thì quả thật pháp bảo là một nơi đáng tin cậy, đáng tin tưởng. Và tăng bảo đây chúng ta nên hiểu là bốn đôi tám vị, tức là bốn bậc thánh nhân ha. Thì như vậy là khi mình đặt niềm tin vào tam bảo, tức là lúc đó chúng ta có một cái niềm tin trong sạch, đặt niềm tin vào đúng đối tượng trong sạch, được gọi là tính quyền. Rồi chi pháp của nó chính là tâm sở tính. Mà đơn giản là tâm sở tính ha. À, mà tâm sở tính này chúng ta thấy nó là một trong cái 19 tâm sở tình hảo biến hành, đúng không? Tâm sở tính là một trong 19 tâm sở bị tình hảo biến hành. À, là nó có mặt trong tất cả những tâm thuộc về tình hảo, mà nó không có mặt trong những cái tâm bất thiện. À, đó là cái vấn đề thứ nhất mà chúng ta cần để ý ha. Rồi xuống dòng mình vô cái phần mình cho biết là cái phần về ghi chú không. À, tính quyền được tìm thấy ở bậc dự lưu. À, tính quyền được tìm thấy ở bậc dự lưu. Tại sao nó nhấn mạnh cái này? Bởi vì đối với bậc dự lưu, tức là bậc thánh đầu tiên, mà bậc thánh mà không bao giờ có một cái sự mà là trở lui là không được, không có bây giờ có sự mất cái niềm tin tâm bảo rồi đó. Tính quyền là
có mặt ở bậc thánh Tu Đà Quan á, là bậc thánh này là có một cái niềm tin bất động, một cái niềm tin vững chắc, một cái sức mạnh là về niềm tin rất là tuyệt vời. Thì như vậy tính quyền là được tìm thấy ở bậc dự lưu. Rồi trong cái bậc dự lưu người ta cho mình biết có bốn chi phần. Thứ nhất là tính bất động nơi tam bảo và năm giới trong sạch. Thì đối với một cái bậc dự lưu thì người ta cho mình biết là tính của niềm tin của một bậc dự lưu là bất động. Dù cho ai có dụ, có thuyết, có nói, đưa ra chủ thuyết này, chủ thuyết kia, nhưng mà đối với Bồ Tát Thánh dự lưu là hoàn toàn bất động nơi tam bảo. Bởi vì sao? Bởi vì giống như là mình thấy những sự việc nó như thật ha. Mình thấy thật rồi thì giờ có nói gì mình cũng đâu có tin được. Giống như giờ quý vị đã biết được là trong cái hộp này, trong cái hộp mà có cái hộp sòn nằm trong đó mà đậy kín lại, nhưng mà giờ mình đã coi rồi, mình đã thấy là nhá là mình thấy là, thì người khác lại có gạt mình nói trong đây là có này có kia có nọ, thì mình đâu có tin, mình đâu còn tin nữa, mà mình biết chắc là trong đó là nó có cái nhiều sòn đó. Thì như thế nào đối với bậc thánh dự lưu là người đã thấy được, chứng ngộ được niết bàn lần đầu tiên, người đã thấy được các pháp một cách như chân như thật, thì cái niềm tin của vị thánh dự lưu là bất động. Hoàn toàn bất động nơi tam bảo, tức là không còn bị lai chuyển. Nhưng mà mình thì còn rồi nha. Đối với phàm nhân thì nghe ai nói dụ gì đó là thấy chúng nghe cái lòng tham, cái mình khoái mình tin hoặc là mình bị lung lay cái niềm tin mình liền. Thì như vậy chỉ có sự bất động được tìm thấy nơi bậc thánh dự lưu, tức là từ bậc thánh dự lưu trở lên mới là có niềm tin bất động và ngũ giới hoàn toàn trong sạch. Đối với bậc dự lưu thì ngũ giới thì không bao giờ có cái sự tái phạm, nhưng mà phàm phu mình hai cái này đều còn ha, bất động thì không có đâu ha, lạng quạng cũng nhảy qua tà kiến như thường ha, rồi năm giới thì lúc có lúc không, lúc lũng lúc rách, lúc te tua, lúc thì sức mẻ đủ thứ ha. Thì như vậy trong cái tính quyền được tìm thấy là bất động nơi tam bảo và năm giới trong sạch của bậc dự lưu là chi phần thứ nhất. Chi phần thứ hai là trước sát na đắc dự lưu đạo, niềm tin mãnh liệt nơi tam bảo. Trong sát na đắc dự lưu đạo là C, niềm tin vững chắc nơi pháp. Sau sát na dự lưu đạo, niềm tin kiên cố nơi tam bảo. Tức là ba chi pháp này cho mình biết là trước khi mình bước vào cái sát na đắc dự lưu đạo thì đã có một cái niềm tin mãnh liệt, lúc đó là cái tâm thiện hợp trí mà nó là làm vận sự là chuyển tập để mà chứng đắc được đạo quả đó. Thì trước đó là đã có rồi ha, một cái niềm tin mãnh liệt thì mới bước vào cái đó. Bởi vì trước sát na đắc dự lưu đạo thì cũng đã là trong sạch rồi ha, cái tâm lúc này đã đạt với một cảnh giới là rất là kề cận với lại là một thánh đạo. Và trong sát na đắc dự lưu đạo thì đương nhiên trong sát na này là sát na đạo, thì niềm tin vững chắc nơi pháp. Và sau sát na đắc dự lưu đạo tức là niềm tin trở nên kiên cố. Thì như vậy trước khi đắc, ngay khi đắc và sau khi đắc thì niềm tin trở nên kiên cố vững chắc ở khi sau khi đã chứng đắc. Là trước khi thì nó có một sự mãnh liệt, mà ngay trong lúc đó thì niềm tin nó vững chắc và sau đó trở thành kiên cố. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy chỉ có bậc thánh trở lên mới có được cái tính quyền này một cách vững chắc. Còn đối với chúng ta thì tính quyền mình lúc có lúc không ha, on off ha. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Mình phải hết sức thận trọng, bởi vì đối với tâm phàm nhân của mình nó rất dễ bị lai chuyển ha. Cho nên mình phải hết sức cẩn thận trong vấn đề này. Bởi vì khi mà chúng ta chưa có học đủ pháp, chưa có đủ trí tuệ, chưa có đủ sức nhận định thì mình dễ bị lung lay lắm. Mình chỉ cần có một cái gì đó nó hợp lý, nó hấp dẫn, nó đem đến là tương ưng với dục, thì chúng ta dễ bị lắm. Những kêu mình theo cái môn phái này mình sẽ được giàu sang, sẽ được trợ giúp đủ thứ chuyện ha. Và mình khi mình nghe cái tâm tham mình nó khoái liền ha, tâm tham sao lên nó khoái là muốn bỏ ở đây, muốn nhảy qua bên kia rồi ha. Và cái đó là cái chiêu ấy. Bên Mỹ người ta cũng dùng những cái chiêu đó rất nhiều, những người mà đi truyền đạo Tin Lành này kia người ta cũng dùng những cái chiêu là rất là nhiều ha. Cho nên chúng ta phải hết sức cẩn trọng trong cái vấn đề này. Đó là muốn có được một cái niềm tin vững chắc nơi tam bảo, chúng ta phải có một cái sự hiểu biết, cái sự học hỏi, một cái sự mà
vững mạnh, tin tưởng vào pháp bảo. Chứ nếu không là chúng ta rớt như không ha. Cho nên cố gắng, mà khi rớt rồi nó khó trả lời lắm nha quý vị. Bởi vì đức tâm quy đó là mệt mỏi ha. Rồi có ba pháp để trở thành tín quyền. Là cho mình biết giờ muốn có được cái tín quyền này được tốt đẹp là mình phải như thế nào. Cho mình biết là có ba pháp để trở thành tín quyền. Nhất là tránh xa người không có tín. Tức là đây phải tránh xa cái người mà không có cái niềm tin nơi tam bảo. Tránh xa những người mà tà kiến, tránh xa những người mê tín. Nhất định phải tránh xa, chứ nếu mình thân cận là trước sau mình cũng theo họ. Bởi vì cái tâm phàm của mình mà rất là dễ ha, rất là dễ bị. Không biết trong đây quý vị có ai có bị lần nào chưa, có bị lung lay vấn đề này chưa? Tôi nghĩ là chắc cũng có, nhưng quan trọng là khi mình gần những người mà mê tín, người ta nói này kia, mình cũng muốn tin theo. Chẳng hạn nói nhiều đi chỗ này là lên gặp ông này bà kia, đi coi bói cái này kia ha, theo ông này đi theo đạo này đạo kia để mình sẽ được giàu sang, được này kia nọ, được có tìm được người yêu lý tưởng ha, có chồng tốt đẹp chẳng hạn ha. Nghe cái khoái đi theo nó xa xong cái rồi đó, giống như trong quyển ngày xưa cũng bị dụ đi theo ai đó, người ta nói sẽ là gặp người yêu lý tưởng gì đó ha, đi theo cái giờ thất bại nghe. Thất bại bỏ chừng gà pháp nguồn loại gai cũng bị thế lại loại cái gì lại loại đứt hết đó nha. Rất cho nên trước tiên là phải tránh xa, phải tránh xa cái những người mà không có cái niềm tin nơi tam bảo, những người mà mê tín, những người không có một cái trí tuệ để mà nhìn thấy sự thật, tránh xa nha. Thứ hai là thân cận, cung kính, học hỏi bậc có đức tin. Cái điều thứ hai là mình phải thân cận, phải tìm cách mình thân cận và cung kính. Thân cận những bậc có trí, thân cận những bậc hiền trí, phải có cung kính, tức là phải có cái pháp cung kính, là luôn luôn có kính nể tôn trọng những cái bậc mà hiền triết, những cái bậc mà chân tu, những cái bậc mà có pháp mà trong người ha, tức là mình phải thân cận những người đó. Thì mình khi mình thân cận rồi mình cố gắng mình học hỏi nơi người đó để mình tạo cho mình, củng cố cho mình có một cái đức tin vững chắc. Chứ nếu mình không thân cận những người đó mà cái tâm của con người mình nó kỳ lắm, mình không có cho nó đi theo này thì nó theo khác, nó sẽ đi tìm, tâm mình nó chạy, nó phóng vật, nó chạy, nó suy nghĩ này suy nghĩ kia, nó đi tìm người này người khác, nó theo những cái khác, và nó theo những cái mà dễ xấu đó, thì nó theo lẹ lắm, còn những cái tốt đó, thì nó theo khó theo. Cho nên mình phải cẩn thận trong người này, mình nên thân cận những bậc nào mà cần phải đáng thân cận thôi, và cung kính những người nào đáng cung kính. Chứ không phải mình gặp ai mình cũng tin càng, gặp ai mình cũng cung kính đảnh lễ mà tùm lum là la là không có được ha. Cho nên chúng ta phải hết sức thận trọng trong cái đời sống của mình, bởi vì thân người chỉ có một ha, sanh ra có một lần ha. Nếu mình không khéo mình thân cận những bậc mà tà kiến, những bậc mê tín, những người mà có những cái pháp mà thiên lệch thì cái ha, mình theo những người đó, mình thân cận người đó là mình y cả, là mình dính vô người đó, là mình nương nhờ người đó, là mình tôn trọng cung kính người đó, rồi mình học hỏi là người đó nữa thì thôi rồi xong luôn ha. Cho nên phải biết cách trong vấn đề đời sống của mình, phải thật khéo léo, thật tốt đẹp, phải biết là thương yêu chính mình, là phải biết lo đừng để cho thân của mình bị thân cận những cái người mà mê tín, những người mà tà vãi ha, phải tránh xa, và thân cận và học hỏi những bậc có đức tin vững chắc, đó là cái thứ hai để làm cho phát triển cái tín quyền ha. Đúng rồi, phải mình phải học hỏi, mình phải có cái trí tuệ, có cái sự suy xét. Bây giờ mình học được pháp, mình hiểu pháp được rồi, mình có được trí tuệ rồi, mình phải nên cẩn thận trong cái này. Nhiều người học chứ có biết rồi sao nó cũng bị lòng tham dẫn đi à. Dẫn đi tốt lốt đó. Quý vị cẩn thận, đừng có nghĩ là mình dẫn đâu, chỉ có bậc Tu Đà Quần trở lên mới dẫn thôi. Rồi thứ ba là phải suy gẫm nè. Quán xét. Tức là phải có sự suy gẫm, suy nghĩ, học hỏi, suy gẫm và quán xét kinh điển chân chánh.
là mình phải có cái đầu tư vốn liếng về trí tuệ mới được, chứ mình không có này là cũng khó lắm. Cái sự mà nhạy bén về tâm mình để nhận định vấn đề sự sự vật xung quanh mình đó, mình không có sự huấn tập đó, thì cái mình nhận định xung quanh không có được, mình nhận không có rõ. Nhiều người ta cũng có những cái mà tư kiến của người ta, những cái suy xét của người ta cũng cao lắm, do nhờ những cái học hành này kia nọ, những bậc trí thức, những người học cao là người ta có những cái lý luận, những cái này của người ta cũng khá cao, mình không đủ sự suy gẫm, mình không đủ trí tuệ quán xét đó, thì mình dễ bị tin theo lắm. Cho nên mình phải có sự học hỏi, sự suy gẫm, sự quán xét các pháp kinh điển mà đúng theo pháp là hoàng, chân chánh là hoàng, là những cái pháp mà đúng, những pháp mà hướng thượng, những cái pháp đưa đến làm cho con người mình trở nên trong sạch, thì cái đó mới là pháp chân chánh ha. Còn những cái nào mà đưa mình đến cái sự mà mê tín mê lầm, những cái sự mà làm cho tham chưa sanh mà nó được tăng trưởng, và cái đó là không phải ha. Cho nên đó là chúng ta cần phải có ba cái pháp này để làm cho phát sanh được cái niềm tin vững chắc, nó trở thành một cái giống như cái lực ra, một cái sức mạnh của niềm tin mình. Đó là tránh xa người không có tính, thân cận cung kính, học hỏi bậc có đức tin, và suy gẫm quán xét và các kinh điển chân chánh. Tức là đây là cái vấn đề mình cần phải làm để mình tăng cường cái niềm tin của mình. Còn những cái mà không chân chánh, những cái mà liên hệ đến tà kiến này kia thì nên tránh ha. Đừng nên thân cận, đừng có nghĩ là mình ngon ha, đừng nghĩ là mình vững chắc, mình đọc những cái sách mình theo học hỏi những cái đó chơi, mình nói mình nghiên cứu mình học chơi, nhưng mà nó nhiễm mà nặng hay quá vậy. Cho nên hết sức cẩn trọng trong đề này ha. Rồi đặc biệt tính quyền chỉ có mặt trong các tâm thiện và vô ký, cho nên không có tính trong tâm bất thiện. Trong bất thiện tâm không có ha. Thì tính quyền tức là tâm sở tính, nó chỉ có mặt trong những tâm thiện và tâm vô ký thôi, nó không có mặt trong những cái tâm bất thiện. Cho nên niềm tin mà đặt trong tâm trong cái bất thiện thì thuộc về tà tính, mà tà tính thì chỉ có nằm trong tâm tham thôi, chứ không có trong tâm thiện ha. Cho nên đó là tính quyền, hãy nói có nó tính, nó có niềm tin mà thật sự đúng đó là tính quyền đó, thì nó có mặt trong tâm thiện và vô ký thôi, chứ nó không có mặt trong tâm bất thiện. Kể cả niệm và định, niệm định tuệ cũng có mặt trong tâm thiện ha. Đó là cái pháp về tính quyền, cho chúng ta thấy là mình muốn có được tính quyền, mình phải thực hiện những pháp này, phải tránh xa người không có tính, thân cận những bậc thiện trí, học hỏi những cái bậc thiện trí và suy gẫm học hỏi các pháp một cách chân chánh. Đó là vấn đề mà nói về tính quyền. Rồi chi pháp thứ hai là tấn quyền, quý vị nhìn trí giá tấn quyền. Cái chi thuộc về tâm là sự cố gắng, cần cố, ráng sức, chuyên cần, tinh cần, siêng năng, nỗ lực, dốc lòng, nghị lực, không nhũng chí, không bỏ qua nguyện vọng, không bỏ qua phận sự, phò trì trách nhiệm. Tấn là tấn quyền, tấn lực, chánh tinh tấn, đây gọi là tấn quyền. Đây, tức là đây ta cho mình biết là những cái cách để diễn đạt cái tấn quyền trong cái chi pháp mà mình thuộc về thiện pháp này nha. Tức là sự cố gắng tích cực siêng năng thực hiện các thiện pháp thì được gọi là tấn quyền, tức là khi nào mình có sự tích cực siêng năng thực hiện và làm là chuyên cần cố gắng, cần cố dốc lòng nỗ lực kiên trì, không bị lùi bước, không nhũng chí trong thiện pháp thì được gọi là tấn quyền. Rồi phận sự là điều hành cai quản các pháp đồng sanh cùng nỗ lực, tức là phận sự của tấn quyền là sự siêng năng tích cực là điều hành các pháp đồng sanh, là những cái chi pháp đồng sanh chung với nó, những cái tâm sở đồng sanh chung, cùng nỗ lực như là nỗ lực đẩy lùi tham dục. Tức là đây là mới thật sự mình tinh tấn, mình nỗ lực đẩy lùi tham dục. Thứ hai là nỗ lực cắt đứt các dây trói buộc, tức là mình phải tích cực nỗ lực, phải cố gắng tu tập để mình cắt đứt những cái sợi dây trói buộc, những cái triền cái, những cái pháp ác bất thiện nó trói buộc mình, là phải nỗ lực tu tập để mình cắt đứt đó. Thứ ba là nỗ lực để đến bờ giác,
là lúc này phải nỗ lực tinh cần dũng mãnh là để mà vượt qua khỏi cái bờ mê để mà đến bờ giác. Như vậy là nỗ lực đến bờ giác, rồi nỗ lực để thành tựu mục đích cứu cánh giải thoát, tức là phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải quyết tâm, phải dũng mãnh để mà đạt được cái mục đích cứu cánh giải thoát. Thì đó là những cái cách mà về phận sự của cái tấn quyền. Tấn quyền ở đây cho mình biết là tấn quyền chính là tứ chánh cần. Tứ chánh cần ha, tứ chánh cần là gì? Thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần, đều gọi là tứ chánh cần. Thận trừ tu bảo, đúng rồi đó, thận trừ tu bảo là cẩn thận, tích cực siêng năng, cố gắng cẩn thận, không cho ác bất thiện pháp nó sanh. Rồi khi nó chưa sanh, cẩn thận gìn giữ không cho nó sanh. Chứ mình lơ làm dễ vô cái nó sanh liền ha. Cho nên thận, cẩn thận là quyết tâm là không cho những cái ác bất thiện pháp nó sanh. Rồi trừ cần, tức là khi mà ác bất thiện pháp nó sanh rồi, nó đã sanh đó, thì mình phải tinh cần, tinh tấn, tinh cần diệt trừ nó. Không cho nó được tồn tại. Là ví dụ trong tâm mình cố gắng mình tu tập nhưng mà nó cũng sanh lên, tham vẫn sanh, sân vẫn sanh, thì mình phải cố gắng diệt trừ nó ngay từ trong trứng nước, tức là nó khởi cái tâm sân lên cái là mình phải tìm cách là mình niệm cho nó mất, mình diệt trừ cho nó mất. Thì như vậy là trừ cần. Rồi tu cần, tức là phải cố gắng tu tập những cái thiện pháp nào chưa có, mình cố gắng mình tu tập làm cho phát triển. Chẳng hạn như bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, nhẫn nại, chân thật, từ bi, hỷ xả, thì mình phải cố gắng mình tu tập để cho pháp thiện nó chưa sanh, nó được sanh khởi. Chứ nếu mình không tu tập thì những cái thằng bất thiện nó lại sanh tiếp. Cho nên mình, cái tâm mình là mình phải đặt nó vào một cái đối tượng là tốt đẹp thì nó mới là phát triển được, còn không là những cái đối tượng bất thiện nó sanh liền. Cho nên phải có sự tu tập, phải sự an trú tâm mình vào trong pháp. Tu tập khi mà mình đạt được, mình có được cái sự tu tập rồi đó, mình có sự phát triển rồi đó, mình phải đạt tới cái thứ tư là bảo cần, tức là bảo trì, gìn giữ, nuôi dưỡng các thiện pháp để cho nó được lớn mạnh. Thì như vậy tu tập theo đúng cái tứ chánh cần này rồi đó, thì chúng ta sẽ phát triển về cái con đường tu học rất là tốt đẹp, không? Và thận trừ tu bảo một cách hoàn chỉnh, mình có sự tu tập về tứ chánh cần này. Cho nên đây là cái pháp rất là tuyệt vời, pháp tu rất là đơn giản mà chúng ta dễ hiểu ha, dễ thực hành ha. Rồi ghi chú, tấn quyền có hai là tà tấn quyền và chánh tấn quyền. Cho nên chúng ta thấy cái tấn quyền tấn thì nó có hai là tà tấn và chánh tinh tấn. Tà tấn là sao? Tức là sự siêng năng tích cực trong ác bất thiện pháp, chứ không phải là mình nghĩ là mình siêng năng là tốt đâu. Ví dụ siêng năng làm ác, siêng năng là buôn bán những lường gạt, là cố gắng siêng năng làm việc rồi cần mẫn để làm gì, để được làm giàu, để được mà phát sanh lợi lộc, hoặc là để được danh lợi, được có tiếng tâm này kia, là mình tinh tấn, tinh cần, tích cực là cố gắng làm những ác bất thiện pháp, làm những điều xấu, những điều có hại cho người khác, hoặc là những cái điều mà không tốt đẹp. Mình làm những cái điều đó, mình thực hiện những điều đó với mục đích là danh và lợi. Thì khi mình thực hiện những cái pháp đó, thì lúc đó là cái sự siêng năng tích cực mình làm việc trong cái đó thì nó thuộc về tà tấn, chứ không phải là chánh tấn ha. Về tà tấn quyền là tà tấn. Cho nên tấn này là thuộc về tâm sở cần ha. Tính là tâm sở cần, mà tâm sở cần thì nó có mặt trong tâm bất thiện cũng có, tâm thiện cũng có. Cho nên mình phải cẩn thận khi mà có sự tích cực siêng năng làm ăn buôn bán mà không chân thật ha, làm ăn mua bán lường gạt mà kia, mua thiệt mua giả bán thiệt này kia, đủ thứ chuyện ha. Rồi nói dối, nói gạt người khác, rồi cố gắng tìm cách này kia để mà mình được những cái lợi ích cho mình, thì lúc đó chúng ta rơi vào trong cái tà tấn, mình rơi vào trong cái ác pháp. Đó là cái mà chúng ta phải loại trừ nó liền ha, không nên để lâu. Bởi vì
chính vì những cái pháp này mà nó nhấn mình, nhấn chìm mình ha, nó nhấn chìm mình xuống bốn đường ác đạo. À, nếu mà chúng ta sống theo những cái này hoài thì coi như là đời mình coi như là xong ha. À, bởi vì đời sống chúng ta nó ngắn ngủi lắm, quay qua lại mất, quay qua lại mất rồi ha, ở ra không thể vô là coi như là xong một cuộc đời ha. Đừng nghĩ rằng còn trẻ là mình sống lâu nha quý vị. Đừng nghĩ rằng hôm nay tôi mới có hai mấy ba chục tuổi, tôi sống còn tới năm chục năm, sáu chục năm. Đừng bao giờ nghĩ như vậy ha. Bởi vì cái chết nó đến bất kỳ lúc nào không có tha ai đó. À, đừng nghĩ là mình sống thọ, đừng nghĩ đừng đi coi bói, là cái thầy bói nói là sống lọt thọ lắm, mà sư đồ lô sống được mà từ tám chục tuổi rồi ha. À, nghe khoái quá, về làm ác thoải mái luôn. Tha hồ đi buôn bán lường gạt như này kia để làm giàu, để nuôi mình sống thọ, mà mình sống thọ lắm, giờ có tiền à, mà muốn có tiền thì phải phải năng nổ siêng năng, siêng năng để có tiền lẻ đó thì phải gian thôi, chứ không gian sao có tiền lẻ được, làm ăn chân chánh, mua bán mua ngay bán thật thì làm sao mà giàu được. À, người giàu khó mà chân thật được lắm. Cái gì giàu là phải mánh mung, giàu là phải tính toán đủ thứ chuyện, gian ác gian xảo đủ thứ, thì như vậy là chúng ta sẽ rơi vào trong cái ác bất thiện pháp. Và cái sự siêng năng tích cực của mình càng mạnh chừng nào thì cái quả nó trổ càng mạnh chừng đó, nó sẽ tương ứng như vậy ha. Yeah. Đó, gia nhân hạ đó, ổng lo tu đi ha, lo tối ngày cái đi chơi miết chết rồi. Đó là cái tà tấn quyền ha, là mình phải phải loại ha, rồi chánh tấn, hay là mình phải siêng năng tích cực trong thiện pháp. Rồi mình thường thường cái thiện pháp mình là biết là khó, cũng như bây giờ kêu quý vị ngồi học kinh học điển này cái là biết lắm. À, là lười đó, cái ngồi thiền 10 phút là thấy muốn đứng dậy đi lên đi rồi ha. À, chán mà cái nào khó mà có sự siêng năng tích cực trong thiện pháp. À, cho nên phải khéo tác ý, phải cố gắng là làm cho cái thiện pháp nó được phát triển, bằng cách mình phải như lý tác ý. À, mình nghĩ đời sống này ngắn ngủi ha, sống nay chết mai ha, thở ra thở vô là chết rồi ha, mình phải cố gắng tích cực là hành được thiện pháp. À, được ngày nào hay ngày đó, được giờ nào hay giờ đó, để học pháp được lúc nào hay lúc đó, và thời gian rảnh rỗi làm gì thì an trú niệm vào trong hơi thở. À, mình cố gắng mình giữ cái niệm mình, để mình khi mình có niệm tức là mình có thiện pháp. À, chứ không phải là cái tâm mình nó chạy ra nó nghĩ tà bậy tà bạ. À, ví dụ như pháp nguồn Lào Cai, rồi không biết làm gì, thay vì hợp pháp thôi ra ngoài chỗ biên giới đi mua đồ bán kiếm lời. Cẩn thận, phải an trú trong cái thiện pháp đàng hoàng tốt đẹp ha. À, những cái thiện pháp nào mình thấy làm được là mình làm liền. À, mình đừng có để nó chạy qua này mất cơ hội ha. À, rảnh là lập kinh lập sách đọc học hỏi ha, hành thiền, hoặc là thân cận những vật bạn bè thân hữu thuộc về đạo hữu thiện hữu không, trao dồi pháp học này cái nọ. Rồi nếu mà những lúc rảnh rỗi thì mình cứ an trú vào trong hơi thở, rảnh rỗi an trú trong chánh niệm, mình làm gì mình cường thêm là mình có được cái thiện pháp. Ví dụ mình nấu cơm nấu nước, mình làm này làm kia, mình luôn khéo tác ý mà có niệm, tức là có cái sự ghi nhận, có cái sự biết rõ. À, thì khi mình có được như vậy đó, thì tâm mình nó an trú trong thiện pháp là nó còn hơn là mình để cho nó chạy tùm lum ha, để cái tâm mình nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ. Cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần để ý trong cái đời sống bình thường ha, đời sống bình nhật. Lúc nào mình cũng có thể có được thiện pháp, bởi vì mình không biết thôi, không biết cách, không có khéo léo, là mình cứ để cái tâm mình nó chạy nhảy mông lung ha, suy nghĩ tầm bậy tầm bạ đủ thứ chuyện, làm cho khổ sở ha. Cho nên phải đặt cái tâm mình cho nó đúng, đặt cho nó đúng hướng, để cho nó hướng về thiện pháp. Và khi nó hướng về thiện pháp thì mình có được sự an vui, sự an lạc, hạnh phúc. Đó là vấn đề như vậy. Rồi, có ba pháp tăng trưởng để trở thành tấn quyền thiện. Có ba pháp tăng trưởng để trở quyền thiện. Và cho mình biết là có ba cái pháp này.
để mình muốn được có được cái tánh quyền thiện thì phải như thế nào để nó khỏi bị rơi vào cái tánh quyền bất thiện không? Có ba pháp. Thứ nhất là lánh xa người lười nhác, làm biếng, mình đừng ở gần nhà, mình theo nó mình cũng lười theo luôn. Mà cái này là có nhiều lắm nha quý vị. Mình gần mấy người nào làm biếng đó, thì mình cũng làm biếng theo nó. Nó không học hành, nó ngày ngồi chơi uống cà phê, nó giỡn hết, mình theo, mình cũng gần, mình cũng ảnh hưởng theo, mình cũng bị theo ha. Cho nên phải lánh xa những người lười nhác đó. Đấy, mình gần đó là mình có y chang, nhưng bây giờ từ từ mới đầu mình tưởng mình ngon, nhưng mà thời gian sau mình thấy vui đó. Ồ, thấy cũng vui, hang này cũng vui, có ngày đi chơi vòng vòng mình đi chơi vui là mình tiêu tùng ha. Rồi, mình phải lánh xa đó. Rồi thứ hai là thân cận cung kính học tập bậc tinh cần, tức là phải thân cận, phải cung kính, phải học tập những cái bậc mà có cái sự mà tinh cần trong thiền pháp. Mình thân cận người đó mình sẽ học hỏi được nhiều pháp hay lắm. Những vị mà có sự tích cực siêng năng học hỏi đó, thì mình gần người đó, mình thân cận người đó, mình cung kính, mình học những người đó, những người chi pháp lâu lâu người đó nói những cái mà mình chưa từng nghe, chưa từng biết, nhờ những người đó giúp cho trí tuệ mình phát triển. Thì chúng ta sẽ đạt được nhiều cái hạnh phúc ngay trong hiện tại. Cho nên phải thân cận, phải cung kính những bậc đó. Và thứ ba là hằng suy xét về tứ chánh cần. Tức là mình phải suy xét về cái tứ chánh cần này ha. Tức là khi mà mình không có sự mà nỗ lực tinh tấn là mình xét về cái tứ chánh cần này mình có được không, mình có làm được không. Thận trừ tu bảo mình có làm được không? Cho nên phải suy xét thường xuyên. Rồi đó là cái ba cái pháp làm tăng trưởng. Rồi cái chi pháp của nó là tâm sở cần. Tâm sở cần là chi pháp ha. Vậy thôi, tâm sở cần. Tâm sở cần có mặt trong bất thiện cũng có nha, mà thiện cũng có nha, quý vị cẩn thận nha. Cho nên đây là vấn đề mà chúng ta cần phải được biết. Rồi hôm nay mình học tới đây ha. Tới đây tâm sở là tấn quyền, tới đây cũng vừa phải lẽ ha. Rồi do phước báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nha cả thể. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Kha. Rồi xin trả mic lại cho MC. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sa Kha. Con kính tri ân thầy đã vào room Phật giáo Nam truyền để dạy di diệu pháp cho chúng con. Dạ, sau đây thì con xin đọc phần sám hối Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo và thỉnh Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Uttamang ghe na hoàng đề hàng bà đa bằng sùng qua rút ta mang bút thể vô khá lý tổ đồ sô bút thô Kama tu tăng ma mang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cứu sinh Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hàng khâm mạnh cha đu vi thằng qua rằng thâm mê vô khá lý tổ đồ sô thâm mô Kama tu tăng ma mang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cứu sinh pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na hoàng đề hằng sang khẩn cha đu vi thốt ta mang sang khệ vô khá lý tổ đồ sô sang khô Kama tu tăng ma mang, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con kính dâng mít đến Ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng chúng con ạ. Kamatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddhaya nupave nasada sukhi bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata
chấm bát tham mai nô pha vệ nê tê đa cho thi phu văn du tê phu văn du sa phu mong ca lăng ra khăn du sa phu đề vô ta sa phu tăng ca ai nô pha vệ nê tê đa cho thi phu văn du tê tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư tiên hộ trì đến người do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng các sự thành lời thường thường đến người te tha la tha chúc thọ bồ đà na bồ tát sa thế ne ro ga chúc tả hô tha sa sắp bền hi nhà ti tiên tụ xin cho các thiện tín được sự lợi ích được sự an vui được sự tấn hoa trong đường Phật đạo cầu xin cho các thiện tín phải bình hoàng được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa đủ rất là hoan nghĩ với thầy Kinh à, hôm nay một bài học à, rất là hào hứng ha, linh động. Rồi sa đủ mời Sức Mê Ta hồi hướng nha. Dạ sa thu con kính cảm ơn ngài đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Sau đây con xin đọc phần hồi hướng. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni tu bê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta tham ma đa nê na pa wan tu bu chi ta xuất thịnh ca rôn tê tha vi ha ra man đa lê thê ra cha mắt cha na wa ca cha phất kha vô sa ra mi ca đa na ma ti u ba sa ca Yeah, man.